Minh Đường Tử Vi Mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đuống xem Tử Vi Chi tiết 12 Con Giáp thứ bảy ngày 9 tháng 4 năm 2022 và theo âm lịch hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm nhâm dần. Ngày này là ngày nhâm thìn, tháng giáp thìn, năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Vậy ngũ hành, ngũ hành nên mệnh trường liêu thủy ngày nhâm thìn tức chi khắc can nghĩa là thổ khác với thủy và ngày hôm nay là ngày hùng về nạp âm trường liêu thủy kỷ tuổi bính tuất giáp tuất ngày thuộc hành thủy khác với hành hỏa đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày thìn lục hợp với dậu tam hợp với tý và thân thành thủy cục xung với tuất hình thìn hình mùi, hải mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Về tuổi xung khác trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi bính tuất, giáp tuất, bính dần, tuổi xung trong tháng, tuổi nhâm tuất, canh tuất, canh thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên đức, tốt mọi việc, sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao mãn đức tinh, tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo, tốt mọi việc, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thổ phủ, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao ngũ quỷ, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, sao nguyệt hình, xấu mọi việc, sao phủ đầu giáp, kỵ về khởi công, động thổ, sao tam tang, kỵ về khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây, mời các bạn đón xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 9 tháng 4 năm 2022. Mời các bạn đón xem nội dung chi tiết như sau. Từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022 với ba tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu về phương diện sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay rất chi là thuận lợi khi bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ bản mệnh tuổi Tý trong ngày này sẽ nhanh chóng chinh phục được những đích đến mà mình đã đặt ra và trở thành tấm gương để cho mọi người ngưỡng mộ và nuôi thiêu. Ngày hôm nay với bạn tuổi Tý cũng là ngày thích hợp để cho bạn làm ăn về kinh tế, đưa ra những quyết định về đầu tư, kinh doanh, những mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có thể có nhiều cơ hội về hợp tác với các đối tác, khách hàng đáng tin cậy trong tương lai gần. Với bạn sẽ thu hoạch được một khoản kha khá cho mình nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi tí lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này cho thấy về tình cảm gia đình của bạn đang có những dấu hiệu rã nứt. Có lẽ như với bạn tuổi tí đã quá tập trung vào sự nghiệp của mình mà quên đi việc quan tâm tới người ấy. Và cho dù bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa thì bạn hãy dành thời gian cho nửa kia của mình nhiều hơn nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim dự vững quyết tâm và tinh thần lạc quan. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy công việc tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đề ra. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa mở rộng tiếp xúc và giữ mối quan hệ với những người đáng tin cậy. Tử vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không nên cố tình lờ đi những xích mích trong chuyện tình cảm. Về đánh giá của ba tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 12, số 54, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo trải qua một ngày có nhiều chuyện xảy ra không theo ý muốn của bạn, dưới sự tác động của cục diện ngũ hành Sửu Thìn tương phá gây ra. Với bạn tuổi Sửu dễ rơi vào trạng thái chán nản, thất vọng khi nhận thấy những việc tưởng chừng như là rất thuận lợi, bỗng bất ngờ gặp phải trục trặc và với bạn tuổi Sửu trong ngày này, bạn cũng cần phải đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện ở xung quanh mình, trở nên tin người quá dễ dàng, càng là những kẻ nhiệt tình hay nói lời bùi tai với bạn thì lại càng có khả năng là đối thủ muốn chơi xấu bạn nữa nhé. Và trong ngày này, với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy với bạn là người tài giỏi và giàu kinh nghiệm, nhưng nhiều khi bạn lại quá bạo thủ, không chịu tiếp thu những cái mới. Bạn hãy thử bước ra khỏi vũa bọc an toàn, khỏi lối mòn cũ kỹ mà bản thân mình đã lập ra. Bạn sẽ nhận thấy nhiều điều thú vị và đáng để cho mình học hỏi nữa bạn tuổi Sửu nhé về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim không nên quá buồn bã, chán nản, tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy công việc gặp trở ngại bất ngờ, tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa cố gắng vượt qua trở ngại thách thức trước mắt, tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ cần phải cẩn thận, kẻo lại bị kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình để ám hại. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nhận được tin t... sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Và đánh giá của bà tuổi sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 27, số 66, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, thứ bảy, ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có được nhiều cơ hội để phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay nhờ vào những trò chơi may rủi. Và với bạn tuổi dần, bạn cũng cần phải có cách chi tiêu sao cho phù hợp cái khoản tiền mà mình có được ở trong tay chứ không nên lãng phí cho những món đồ phù phiếm không thực sự cần thiết vào khoảng thời gian này nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi dần, đối với những người chăm chỉ làm thêm cũng sẽ nhận được một khoản thù lao tương xứng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Và đây chính là động lực để cho bạn tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai với bạn. Đừng có vội hài lòng với thực tại những gì mà mình đang có bạn tuổi dần nhé. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này cho thấy với bạn rất có thể sẽ nảy sinh mâu thuẫn giữa bạn và quân cái hoặc là cha mẹ của mình ở trong nhà và khoảng cách giữa các thế hệ rất dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng. Đôi bên cần phải lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn. Đừng có khăng khăng với ý kiến của riêng mình nữa bạn tuổi dần nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không nên tiêu xài quá phung phí số tiền mà mình kiếm được. Từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa có được cơ hội phát tài bất ngờ trong ngày hôm nay. Từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, lắng nghe và tiếp nhận những ý kiến của những người khác nhiều hơn. Từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc, nhận được tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim, nên lắng nghe và thấu hiểu cha mẹ, con cái của mình hơn nữa. Về đánh giá của bạn tử dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 26, số 78, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. với tuổi mão thứ bảy ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày rất tốt đẹp. Nếu như bạn thực hiện những kế hoạch mà mình đã đặt ra từ trước đó thì sẽ rất chi là thuận lợi. Bạn mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn bởi bạn biết rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng của mình nữa nhé và may mắn hơn nữa là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão đang gặp được vận quý nhân xuất hiện có thể sẽ giúp cho bạn chỉ ra những hướng khắc phục những khó khăn tồn tại trong suốt khoảng thời gian vừa qua cũng như đưa ra được những định hướng cho tương lai của bạn. Vì vậy, với bạn tuổi Mão cần phải chú ý học hỏi những điều hay từ người ấy nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi mão cũng đang gặp ngày có mộc khác với thổ và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là hãy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, chớ nên chỉ biết cho bản thân mình. Nếu như hai người cứ tiếp tục lạnh nhạt với nhau như thế này thì có kẻ thứ ba sẽ xuất hiện, tìm cơ hội để chiên chân vào mối quan hệ hiện tại mà bạn đang có nữa nhé. Về câu quý cho bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy có được cơ hội gặp gỡ quý nhân, từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa tự tin hơn vào khả năng của mình, từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ tìm ra định hướng cho tương lai của mình, từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc kế hoạch mà bạn đã đề ra phát triển rất thuận lợi, từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim vợ chồng không nên cãi quạ chiến tranh lạnh với nhau. Về đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 63, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi thìn, tuổi tuất tử ừ, vi tuổi thìn thứ bảy ngày 9 tháng 4 năm 2022 xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang có điểm báo trong ngày hôm nay bạn đang có sự cố chấp do phải chịu tác động của cục diện ngũ hành thìn thìn tự hình gây ra với bà tuổi thìn bạn cho rằng việc hợp tác hoặc là lắng nghe lời khuyên của người khác là hoàn toàn thừa thải bởi mình mới là người hiểu rõ mọi chuyện nhất trong ngày hôm nay nhé. Ngoài ra, trong vận tình ngày thứ bảy này với bạn Tử Thìn, bạn cũng sẵn sàng để tranh cãi, gây gọi với những ai đang có ý kiến trái ngược chiều với mình. Và đây cũng chính là lý do khiến cho người khác cảm thấy ái ngại khi bắt tay vào làm việc chung cùng với bạn hoặc là khiến cho công việc của bạn có thể tín trịn theo tín độ mà đã được đề ra từ trước đó. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượt và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là bạn cần phải nhìn nhận lại vấn đề trước mắt cho thật rõ ràng, không nên khang khang với ý kiến của riêng mình. Bạn không thể nào biết rõ được mọi chuyện trên thế giới này, ngoài kia vẫn có nhiều người xứng đáng để cho bạn cần phải học tập từ họ nữa nhé về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có xu hướng tự cô lập bản thân mình tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh hổ cứng đầu cố chấp trong công việc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nhìn nhận vấn đề trước mắt cho rõ ràng tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim sẵn sàng đối đầu với những người đang có ý kiến trái ngược chiều với mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hãy lắng nghe lời khuyên của những người đi trước về đánh giá của bà tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 35, số 86, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. tử vi tuổi tỵ thứ bảy ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi tỵ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điểm báo trải qua một ngày sẽ phải chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt từ đồng nghiệp hoặc là đối thủ trong ngày hôm nay dưới sự tác động của thiên quan gây ra. Và dù bạn đã cố gắng dị hòa vi quý thì cũng không tránh khỏi những điều bất lợi sẽ xảy đến với mình nhé. Với bạn tuổi tỵ trong ngày này, bạn hãy tập trung vào giải quyết những công việc của mình, hạn chế những mâu thuẫn với người khác nếu như bạn muốn một ngày làm việc trôi qua nhẹ nhàng hơn với mình. Bên cạnh đó, với bạn tuổi tỵ, bạn cũng không nên nghĩ tới việc tín thân bằng cách nịnh nọt người có chức quyền kéo lại rước họa vào thân. Và may mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng Điều này cho thấy bạn mệnh đang có được một ngôi nhà khá yên bình và gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu như có khúc mắc gì ở trong lòng, bạn hãy thoải mái tâm sự với mọi người trong nhà thì mọi người sẽ hỗ trợ cho bạn được nhẹ nhõm hơn rất chỉ là nhiều nữa nhé. Về câu quyết của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi ất tỵ thì thuộc mệnh hỏa hạn chế những mâu thuẫn với mọi người xung quanh từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dễ vướng phải thị phi cạnh tranh trong công việc từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc luôn yêu thương và trân trọng gia đình từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim hãy tập trung vào công việc của chính mình từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy đừng để cho người khác có cớ để chê cười mình bạn tuổi tỵ nhé về đánh giá của ba tuổi thị trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 25, số 67, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 9 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người. Và bạn tuổi ngọ, bạn cảm thấy tự tin hơn mỗi khi bắt tay vào công việc bởi dù có gặp phải khó khăn đi chăng nữa thì xung quanh bạn luôn không thiếu những người ra tay giúp đỡ cho bạn nữa trong gia đình với bà tứ ngọ bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nữa kia nhờ đó mà tình cảm vợ chồng luôn được êm ấm và đây là thời điểm thích hợp để cho cả hai cùng lập ra những kế hoạch xa xôi và cố gắng để cùng thực hiện nó nữa và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 9 tháng 3 năm nhâm dần. Ngày này, theo nhị thập bát tú, là ngày của sao đê, ngũ hành thuộc thổ là ngày xấu. Vì vậy với ba tử ngọ không nên thực hiện những công việc trọng đại như thế là khai trương, xuất hành, cưới gã hay là xây cất về nhà cửa hay là khai ngoài phong thủy. Và nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng giúp hạn chế những rủi ro và có được nhiều may mắn đến với mình nhé. Về câu quyết cho bạn tử ngọa trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi giáp ngọa thuộc mệnh kim nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, từ vi tuổi bính ngọa thuộc mệnh thủy xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa vợ chồng đồng lòng vượt qua được sóng gió từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ luôn quan tâm tới suy nghĩ cảm nhận của nửa kia từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay và đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 26, số 89, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022 với ba túi mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính Ấn Độ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn có quyền cao chức trọng nhận được sự kính nể của mọi người xung quanh. Nhờ vào kinh nghiệm phong phú và tính cách quyết đoán, bạn mệnh có thể dẫn dắt cấp dưới đi tới thành công và gặt hái được nhiều thành quả rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng tự hào nữa. Tuy nhiên, trong ngày thứ bảy này với ba tuổi mùi, dù đang dự ở vị thế lãnh đạo đi chăng nữa, với bạn cũng nên đặt ra những mục tiêu có tham vọng hơn cho mình, chứ đừng có dễ dàng hài lòng với những gì mà mình đã làm được. Và nếu như quá dễ hài lòng, bạn sẽ tự tạo ra cơ hội cho người khác để vượt mặt mình nữa nhé. Trong ngày này với ba tuổi mùi, nếu như có ý định xuất hành đi xa thì bán mệnh cũng nên ưu tin xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn và xem tử vi cùng cho thấy hôm nay là ngày 9 tháng 3 năm nhâm dần. Ngày này, thiêu hại thượng lạn ông, nhân thần nằm ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Vì vậy với bạn tuổi mùi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé vài câu quýt cho bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim là người lãnh đạo dẫn dắt mọi người đi đến thành công. Từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nhận được sự tín nhiệm của mọi người xung quanh. Từ vi tuổi kỵ mùi thuộc mệnh hỏa hãy đặt ra những mục tiêu có tham vọng hơn cho mình. Từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên dễ hài lòng với thực tại. Từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc hãy xuất hành theo những hướng tốt trong ngày hôm nay. Vậy đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, quân số may mắn số 38, số 92, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tỵ, tuổi ngọa. tử vi tuổi thân thứ bảy ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022. Với bạn tuổi thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân tí thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thân làm việc gì cũng vô cùng là hiệu quả. Và bạn có được cơ hội lọt vào mắt xanh của những người làm lãnh đạo nếu như bạn biết phát huy được điểm mạnh của bản thân mình và sẵn sàng đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn khi mọi người đều có ý thoái thác nữa nhé. Và trong ngày này với bạn tuổi thân, đối với những người cần tham gia thi cử, ứng cử hay là xin việc thì sẽ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi Tuy nhiên bạn vẫn không được chủ quan lơ là nếu như muốn đạt được điểm số cao thì bạn cần phải nắm vững về kiến thức, ôn luyện kỹ càng và làm bài cẩn thận nữa. Ngày thứ bảy này với bạn thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người khác giới đang vô cùng là hòa hợp. Nếu như bạn đang còn độc thân và đang có người tìm hiểu, bạn nên thử cho đôi bên một cơ hội xem sao biết đâu người đó sinh ra để dành cho bạn thì sao nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, hào hứng mọi khi bắt tay vào công việc, tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, công việc diễn ra theo đúng như kế hoạch mà bạn đã xây dựng từ trước, tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ tin tưởng vào năng lực của bản thân mình. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc gặp nhiều may mắn khi tham gia thi cử, ứng cử hay là xin việc. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nhân duyên với những người khác giới rất tốt đẹp. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp, năm sao, tài lộc, 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 45, số 86, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022. Với ba tuổi dậu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có ngũ hành nhị hợp. Điều này khiến cho bạn hay do dự, thiếu đi sự quyết đoán, đặc biệt là trong việc đưa ra những quyết định quan trọng. Và nếu như bạn đang quản băn khoăn thì bạn hãy thử hội ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm đi trước đáng tin cậy xem sao nhé. Trong các mối quan hệ xã hội của bạn tuổi dậu ngày thứ bảy này, bạn là người nổi bật và được yêu mến, bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình. Đồng thời, tránh ra những kẻ đang có ý đồ xấu để không vướng phải những chuyện thị phi rắc rối ập đến. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi giàu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này giúp cho mối quan hệ tình cảm gia đình của bạn đang rất hòa hợp và gia đình chính là động lực giúp cho bạn không ngừng phấn đấu và vươn lên, không chịu đầu hàng, đồng thời là bến đỗ cho bạn mỗi khi mệt mỏi nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy hay trần trừ, do dự, thiếu đi sự quyết đoán, tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, mối quan hệ xã giao phát triển thuận lợi, tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc thử tham khảo những ý kiến của những người có nhiều kinh nghiệm xem sao tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không nên chần chừ mà cần phải cố gắng tiến về phía trước về đánh giá của bà tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao quân số may mắn số 23, số 64, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất, thứ bảy, ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022. Với bà tử Tốt bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi. Điều này khiến cho công việc của bạn trong ngày hôm nay liên tiếp gặp phải những trục trặc. Và nếu như bạn là người mắc phải những sai sót thì bạn cần phải dũng cảm đứng ra để nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên tìm cách đổ lỗi cho người khác hay là trốn tránh nhé trên phương diện tài lộc của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này đối với những người làm kinh doanh buôn bán nên tránh việc ký kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay nếu không bạn sẽ rất dễ mắc phải những sai lầm và rơi vào bẫy của những kẻ tiểu nhân đã giang sẵn vì vậy bạn cần phải bình tĩnh và chờ đợi một thời cơ khác thích hợp hơn với mình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tuất cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng, điều này làm cho bạn mệnh cần phải chú ý nhiều hơn tới vấn đề về sức khỏe của bản thân, tránh tham công tiếc việc, dễ dẫn đến tình trạng lao lực. Và chỉ khi có sức khỏe thì đầu óc của bạn mới minh mẫn, bạn mới tránh được những sự nhầm lẫn và đạt được hiệu quả cao trong công việc của mình nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa không nên đổ trách nhiệm cho người khác, từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, công việc vướng phải nhiều rắc rối, từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn với mình, từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, tránh ký kết những hợp đồng quan trọng trong ngày hôm nay, Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 32, số 84, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi thân. Từ với tuổi hợi thứ bảy ngày mùng 9 tháng 4 năm 2022. Với ba tuổi hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày quốc thổ khác với thủy. Điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Với ba tuổi hợi, bạn nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người xung quanh. Và đặc biệt, nếu như bạn đang còn độc thân, bạn chớ nên tin theo những lời đường mật của những người xa lạ. Không nên dễ dãi, khiến cho bản thân mình rất dễ gánh hậu quả về sau này nữa quả đối với những người đã lập gia đình rồi thì cần phải quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn, tránh sự ích kỷ làm mọi việc theo cảm xúc riêng của mình và muốn xây dựng được hạnh phúc gia đình thì bạn cần phải học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia nữa nhé. Xét về phương diện tài lộc của bạn tuổi hỏi trong ngày thứ bảy này, bạn lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho những bạn làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán có được cơ hội phát tài, phát lộc trong ngày hôm nay. Với những mối đầu tư hoặc là mối hợp tác làm ăn trước đó đến nay đã gặt hái được nhiều thành quả rất đáng ngưỡng mộ nữa về câu quyết cho bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa cần phải giữ khoảng cách thích hợp với mọi người từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ đề phòng những đối tượng tiếp cận với mình đang có ý đồ không lành mạnh từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nhận được khoản tiền lương tiền thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim quan tâm nhiều hơn tới nửa kia của mình từ vi tuổi quý hợi Cuộc mệnh thủy nhận được tiền lãi từ các mối đầu tư, hợp tác làm ăn trước đó. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, quân số may mắn số 16, số 98, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tít like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại